Khoảng một tuần nay, nước sông Cửu An chảy qua địa bàn huyện Kim Động chuyển màu đen, bốc mùi hôi nồng nặc, làm đảo lộn đời sống của hàng trăm người dân sống hai bên bờ sông. Nằm sát bờ sông Cửu An, quán bán hàng nhỏ này của gia đình anh Quyết ở thôn Đậu Xá, thị trấn Lương Bằng, cả tuần nay không có khách. Không ai dám đến quán là bởi nước sông Cửu An ô nhiễm nghiêm trọng và bốc mùi hôi thối. Để đảm bảo sức khỏe cho hai con nhỏ, anh Quyết đành phải gửi con về ông bà ngoại. Mùi thế này thì ai người ta ngồi được. Tình trạng ô nhiễm ở sông này là khoảng 4-5 ngày hôm nay rồi anh ạ. Mùi rất là khó chịu. Ở nhà lúc nào cũng đeo khẩu trang này. Nói chung là nhà hai vợ chồng trẻ có các cháu nhỏ ở đây nó rất là ảnh hưởng sức khỏe. Theo phản ánh của người dân, tình trạng nước sông ô nhiễm đã diễn ra từ nhiều năm nay, thường xuyên trở thành nỗi ám ảnh của người dân thị trấn Lương Bằng, xã Vũ Xá. Và đây là đợt ô nhiễm đầu tiên của năm 2024. Đoạn sông dài khoảng 5 km chảy qua các khu vực này có màu đen kịt, nổi váng, sủi bọt và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Những hộ dân sống ven sông luôn đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm. Khi như vậy là đổ ải thì chưa có cái vấn đề này, nhưng sau khi bà con cấy, tức là gieo mạ xong ấy, thì lập tức là có cái trường hợp như này. Hiện tại anh em mình đứng đây là cũng thấy cái mùi rất khó chịu rồi. Từ cái chỗ nào thì chúng tôi cũng không thể biết được. Cái này nó lập đi lặp lại nhiều lần rồi. Khoảng 2 năm trở lại đây, tình trạng sông Cửu An ô nhiễm diễn ra ngày càng trầm trọng. Đỉnh điểm là về mùa hanh khô, nước luôn trong tình trạng đen đặc, không thể sử dụng để phục vụ sản xuất. Trước thực trạng ô nhiễm sông Cửu An, người dân rất lo lắng về chất lượng nguồn nước cung cấp cho nhà máy để phục vụ sinh hoạt. Cùng với sông Cửu An, hiện nay các sông trục trong hệ thống sông Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đều trong tình trạng ô nhiễm ở mức báo động đỏ. Nguyên nhân được xác định phần lớn là do nước thải từ các nhà máy, doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi và nước thải sinh hoạt xả trực tiếp với lưu lượng lớn. Theo đó, nước trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải nhiều đoạn bị chuyển sang màu đen, bốc mùi hôi thối. Tại một số cửa cống, nước sủi bọt trắng kết thành khối lớn.